Ty Bình Minh xin kính chào bà con. Trên thị trường hiện nay, nhu cầu sử dụng dầu ăn sạch ngày càng cao nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tại gia đình của bà con cũng như phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tăng thêm thu nhập. Công ty Bình Minh cho ra đời dòng sản phẩm máy ép dầu năng suất cao, máy có thể ép đa dạng các loại dầu lạc, dầu đậu phộng, dầu vừng trong cùng một quy trình với năng suất đạt từ 20 đến 25 cân trên giờ, giúp cho người sử dụng có thể tiết kiệm thời gian trong quá trình sản xuất. Toàn nạp nguyên liệu được thiết kế bằng chất liệu inox dày dặn với đường kính 28cm, thiết kế máy hiện đại, trục ép dạng xoắn có nhiệm vụ cuốn nguyên liệu vào trong lồng ống trụ và ép lấy dầu với tỷ lệ ép kiệt lên tới 98%, giúp cho người sử dụng có thể tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu của mình và đạt được hiệu quả cao. Bộ phận gia nhiệt và khoang ép làm việc tạo ma sát, sinh nhiệt, giúp dầu được ép kiệt, bã dầu sau khi ép mỏng dính và giòn tan. Thiết kế tay khóa gồm có tay khóa trong để cố định trục ép, tay khóa ngoài để điều chỉnh trục ép. Bảng điều khiển thông minh bao gồm 1. Công tắc nguồn, 2. Công tắc khởi động, 3. Đèn báo, 4. Đồng hồ vôn kế, 5. Đồng hồ điều chỉnh nhiệt. Máy được thiết kế 2 cửa xả riêng biệt, thuận tiện, 1 cửa xả ra dầu và 1 cửa xả ra bã. Các bộ phận nghiền ép được chế tạo hoàn toàn từ chất liệu thép mạ chrome chống rỉ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Máy sử dụng động cơ 1,5kW, dòng điện gia đình 220V. Trong dây chuyền sản xuất dầu, máy lọc dầu đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Với buồng làm việc được thiết kế rộng rãi, ngăn đôi bằng mặt sàng lỗ và vải lọc. Nắp nồi được trang bị 6 van khóa siết chặt, giữ cho nắp được đậy kín, ngăn không cho không khí lưu thông trong và ngoài khoang. Máy lọc dầu hoạt động trên nguyên lý nén khí, tăng áp suất lên bề mặt và đẩy dầu sạch qua lưới lọc đi ra ngoài cửa xả. Máy lọc cho năng suất từ 8 đến 10 lít trên 1 giờ với sản phẩm dầu thu được đó là dầu ăn sạch cặn và vàng óng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh chuyên chế tạo và sản xuất các dòng máy nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm. Chính vì vậy, mọi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều là những sản phẩm với giá thành tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, bà con vui lòng liên hệ theo hotline của công ty để được nhân viên tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh, người bạn đồng hành của bà con.